Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây hải châu đường thạch quái ha. Cây dáng tông cao văn nhân đã được vào chậu gốm Nhật để bàn sẽ rất là đẹp nè. Cây này có đường thân lắc rất là đẹp ha. Cao khoảng tầm 20 cm. Làm theo dáng văn nhân. Cây đang có trái luôn thôi mọi người. Ở đây nó đang ra một cái nụ mới nè ha. Cái này là em mới cắt tỉa lại chứ không phải cành chết nha. Cành này nó vẫn mấy cành này đầu cành này nó vẫn còn sống nè. Mấy bữa nữa là nó bung mầm đầy luôn á. Cây này có đường thân lắc rất là đẹp ha. Hai mặt mặt nào mình cũng có thể chơi là mặt chính được nè. Mỗi mặt là đường thân nó có một cái nét riêng ha. Một cây mini để bàn rất là đẹp. Chờ rồi em xin báo giá giao lưu cây Hải Châu mini đề bàn này với giá là 170 ngàn em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.